1001 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh 1001 câu chuyện nha. Ngày hôm nay chị có tấm sticker rất rẻ nè, chỉ có 5.000 đồng thôi, hình tiên bướm và hai cô búp bê dễ thương. Mà chị đã mua ở shop BabyGP, bạn nào muốn mua những sticker đẹp rẻ thì hãy nhớ số điện thoại của shop 0937899707 nha. Còn bây giờ, chúng ta sẽ vào câu chuyện ngày hôm nay. Và câu chuyện được bắt đầu tại một cái tòa lâu đài hình hoa cúc như các bạn. Đây, các bạn vẽ một vòng tròn, sau đó các bạn sẽ vẽ những cái cánh hoa cúc. Xếp chồng lên nhau nha, rất là nhiều cánh luôn. Đây là một lớp nè, sau đó các bạn nhớ là phải vẽ thêm nhiều cái lớp như thế này nữa nha, nó mới tạo ra được cái hình hoa cúc. Sau đó thì các bạn cũng nhớ nha, chúng ta sẽ luôn luôn vẽ một cái đường như thế này. Đó, rồi mình sẽ viên lên cho nó nổi lên, nó đậm lên nha. Wow, rất là lộng lẫy luôn nha. Sau đó các bạn còn phải tô thêm màu hồng nữa nè, cho nó càng 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 thêm lộng lẫy nha. Sau đó cung điện được trang trí thêm những viên ngọc trai màu tím như thế này nha các bạn, mà nó giống như là cái nhụy của bông hoa vậy đó. Đó, các bạn cứ vẽ vòng tròn như thế này xuyên qua đây luôn. Và dĩ nhiên là phải có cánh cửa rồi nha. Đây chính là cánh cửa của tòa lâu đài, được đóng rất là kỹ lại ha. Các bạn có thể vẽ cho nó đậm lên. Wow, rất là xinh rồi, nhưng mà còn xinh hơn nữa nha các bạn. Đó, nó sẽ là như thế này. Tại vì nó là ngôi nhà chứ không phải là cái bông hoa, cho nên là sẽ được trang trí thêm những cái giác vàng nè. Đó, cực kỳ nổi bật luôn. Các bạn nối từ những vòng tròn nè, rồi nối vô trong đây, giống như cái cung, cái cửa nó tỏa sáng vậy đó. Sau đó các bạn đính thêm cái màu tím này nữa này nha. Không phải đính, chị nói lộn, là vẽ thêm. Ngoài ra thì các bạn nhớ vẽ thêm là phần lá hoa cúc ở đây nữa nha. Trang trí thêm phần lá hoa cúc. Ở bên đây cũng có lá luôn nha. Sau đó các bạn nhớ là chị sẽ tô màu phần ở trên này màu xanh lá đậm nè. Ở dưới thì chị sẽ tô bằng màu xanh lá nhạt hơn nha. Xong rồi, wow, cung điện thật là lộng lẫy đúng không nào? Tiếp theo thì chúng ta sẽ vui tấm sticker xinh đẹp này ra nha. Wow, vào đây, phía sau phong nền nó còn có một cái lâu đài, một cung điện còn đẹp hơn cung điện của chị nữa. Bàn ghế toàn là bằng vàng không, nhưng thôi kệ, cái lâu đài của mình cũng cực kỳ là xinh đẹp và lạ đúng không? Tên tên, và ở đây chúng ta sẽ có ba nhân vật. Và đây, chị chọn là nhân vật hoàng hậu tóc tím. Và đây là chiếc váy mặt thương ngay của hoàng hậu nè. Đó, bằng vàng luôn nha, rất xinh. Đây, chúng ta sẽ cho hoàng hậu đứng trong tòa lâu đài. Tiếp theo là nhân vật búp bê tóc xanh có hình hoa cúc hồng ở trên tóc, và có một cái chiếc áo đầm này có nơ hồng và ren trắng này, rất là xinh luôn. Chị sẽ mặc cho cô gái này trong vai công chúa hoa cúc hồng. Thèm thèm, và công chúa sẽ đứng kế bên hoàng hậu nha. Còn đây là một nàng tiên bướm rất xinh đẹp. Chúng ta sẽ cho cô ấy mặc chiếc đầm chấm bi có nơ bên hông nè, rất là xinh luôn. Và đây là một nhân vật bí mật nha. Yeah yeah yeah, thích quá đi. Cuối cùng mẹ cũng đã xây cho mình một tòa lâu đài hình hoa cúc hồng, thế là thích luôn, xinh đẹp quá đi, la la la. Yeah yeah yeah, đây cái lá là cái ghế nha, mình leo lên chơi. Con bé thật là đáng yêu, con bé có mái tóc màu xanh nhưng mà lại thích hoa cúc hồng, và đặt tên là lâu đài hoa cúc hồng. Công nhận lâu đài xây xong đẹp thiệt, mà con thích lắm hả? Dạ thích, thích, thích lắm, tăng 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 tăng. Mẹ ơi, có tòa lâu đài rồi, hay là bây giờ mẹ làm cái gì nữa đi? Làm cái gì nè, con gái của mẹ thích cái gì thì mẹ sẽ chiều. Vậy mẹ hãy hái sao trên trời cho con đi. Ôi, như vậy thì không được rồi, mẹ làm sao có thể hái sao trên trời cho con được chứ, nó ở xa lắm. Hay là mẹ sẽ kêu ông mặt trời về đây chơi với con đi nha. Con là hoa cúc, mà có ông bạn là ông mặt trời thì chắc là sẽ vui lắm. Ông mặt trời ơi, xuống đây chơi với tôi đi. Ôi, ông mặt trời là một vị thần thánh rất là linh thiêng, và chúng ta không thể mời ông mặt trời về đây chơi được, mà chúng ta chỉ có thể sáng sớm ngắm ông mặt trời mọc lên thật là rực rỡ. Thôi, con ghét mẹ quá, cái gì cũng không được hết, hái sao trên trời cũng không được,
kêu mặt trời xuống đây chơi với con cũng không được. Ôi, mẹ làm hoàng hậu gì mà không thể làm cái gì được hết trơn á. Ôi, bực mình hết sức luôn á. Con ghét mẹ quá, con ghét mẹ quá đây. Ngoan nào, ngoan, nín nín nín. Con thích lâu đài hoa cúc. Mẹ đã xây lâu đài hoa cúc cho con rồi. Cái gì làm được mẹ đã làm. Nhưng làm sao hái sao và kêu mặt trời xuống chơi được. Hơi, con ngoan nè, phải nghe lời mẹ. Ngoài những chuyện đó ra thì con còn thích gì nữa. Làm được mẹ sẽ làm. Mẹ hứa đó nha, lần này mà không được nữa con nghỉ chơi với mẹ luôn. Con suy nghĩ xem. À, con biết rồi. Con rất thích những nàng tiên bướm bay vòng vòng ở trên đây nè. Đặc biệt mình có tòa lâu đài là hoa. Hí, nếu như mà có một nàng tiên bướm về đây chơi với con thì thích biết mấy. Mẹ ơi, mẹ tìm cho con một nàng tiên bướm để làm bạn đi nha. Đi nha, năng nỉ, năng nỉ, năng nỉ. Tiên bướm ơi, tiên bướm ơi, về đây chơi với tôi. Thôi, thế giới tuổi thơ và thế giới sự thật rất là khác nhau. Làm sao mà có được nàng tiên bướm nào cơ chứ. Tiên bướm chỉ có ở trong chuyện cổ tích thôi con à. Mẹ không thể nào mang tiên bướm về đây chơi với con được. Gì chứ? Con biết đâu, mẹ là đồ nói dối, mẹ là đồ nói dối. Con ghét mẹ, con ghét mẹ. Thấy sao không được, kêu mặt trời về đây chơi cũng không được. Rồi bây giờ đến tiên bướm cũng không có luôn. Mẹ là hoàng hậu kỳ kỳ quá. Mẹ nói dối, mẹ nói dối. Mẹ không làm được gì hết. Con nghỉ chơi với mẹ, con nghỉ chơi với mẹ. Ngoan, con phải hiểu mẹ chứ, nghe lời mẹ nè. Không nghe gì hết mẹ xê con ra. Mẹ đừng đi theo con nghỉ chơi với mẹ rồi. Ôi trời ơi, nghỉ chơi với mẹ thì chơi với ai. Ngoan nào, nín nín. Ngoan 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 nào, cục cưng của mẹ. Cưng cưng gì chứ, con đã nghỉ chơi với mẹ rồi. Ơi, ông trời ơi, ông ở trên cao, ông có hiểu cho tôi không? Con phải hiểu rằng mẹ thương con nhất trên đời này. Chuyện gì làm được, mẹ cũng có thể làm. Nếu mẹ có thể chết để biến thành nàng tương bướm cho con vui, thì mẹ cũng sẵn sàng. Nhưng chuyện đó không thể nào con ơi. Con không biết, con không biết. Con thích tiên bướm, con thích tiên bướm làm bạn của con. Nghỉ chơi luôn. Con sẽ nằm trên lá không ăn, không uống luôn. Vậy nào, không được nằm ở đây, lạnh chết. Trời ơi, ông hãy giúp tôi đi. Có thể nào giúp tôi trở thành tiên bướm để cho con của tôi được vui không? Nhưng nếu mẹ trở thành tiên bướm thì từ đây trở đi mẹ sẽ không còn là mẹ của con nữa. Con có đồng ý không? Đồng ý, đồng ý. Mẹ đi đâu cũng được, mẹ ở đâu cũng được, mẹ làm gì cũng được. Chơi với mẹ không có vui chút nào hết, nhưng có tiên bướm thì sẽ thích hơn, thích hơn. Đó, mẹ thành tiên bướm đi, mẹ thành tiên bướm đi. Ôi trời ơi, con bé không hề thương tôi một chút xíu nào hết. Ông trời ơi, như vậy ông hãy cho tôi chết đi để trở thành tiên bướm cho con bé nó vui. Và sau khi lời khấn của mẹ, hoàng hậu vừa kết thúc, trời đất rung chuyển kêu lên. Người mẹ hoàng hậu đã biến thành tiên bướm thật rồi. Nhưng tiên bướm này thì không thể nói chuyện được. Hoàng hậu chỉ có thể bay vòng 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 và đậu trên chiếc lá. À, đúng rồi, tiên bướm đây rồi nè. Yeah yeah yeah, đã có bạn tiên bướm rồi. Yeah yeah yeah, thích quá đây, thích quá đây. Mẹ ơi mẹ, có tiên bướm rồi nè. Ủa, mẹ mình đâu mất rồi ta? Tiên bướm ơi, mẹ đâu rồi? Tiên bướm bay vòng 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 và cô gái không hề nhận ra đó là mẹ của mình. Cô ta cứ bay 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 rồi đậu ở trên cành hoa cúc. Hi, bắt nè, bắt nè. Sao bắt không được tiên bướm? Tiên bướm bay cao quá. Vui quá, vui quá. Mà nói gì đi tiên bướm. Thôi chán quá. Sao tiên bướm không nói gì hết trơn vậy? Và thật ra là người mẹ rất muốn nói với con rằng mẹ đã là tiên bướm, mẹ rất là thương con. Nhưng khi nói ra thì cô gái không thể hiểu được. Bởi vì bây giờ tiếng nói của loài tiên bướm thì loài người không thể hiểu được. Con gái ơi, là mẹ đây, là mẹ đây. Mẹ rất thương con. Chúng ta sẽ cùng chơi chung với nhau nha. Bắt tiên bướm, bắt tiên bướm. Nhưng mà tiên bướm không có nói gì hết. Bắt. Bắt được tiên bướm rồi. Để ta coi cái cánh của tiên bướm coi. Dặm 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 lên. Thích thích thích. Đau đau đau. Nhưng cô gái không hề nghe. Cô gái cứ dặm 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 lên. Vui quá, vui quá. Ta sẽ bẻ cánh, ta sẽ bẻ cánh để lấy được cánh cho ta. Đau quá, đau quá. Lúc này thì người mẹ không thể chịu nổi và bay thật cao lên trên đây. Nè, xuống đây chơi, xuống đây chơi. Tại sao bay cao như vậy chứ hả? Ôi, mình muốn có đôi cánh, mình muốn có đôi cánh như tiên bướm. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, con muốn đôi cánh của tiên bướm. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Ủa,
Ủa, mẹ mình đâu rồi? Mọi người thấy mẹ mình đâu không? Sao không thấy mẹ mình đâu hết? Còn người mẹ tiên bướm thì mãi đứng ở trên, nhìn con gái của mình nghịch ngợm phá phách. Và có cả nhớ mẹ nữa, cô ta rất là đau lòng. Nhưng bây giờ không thể làm gì để giúp con gái của mình được. Setara đi con bướm đáng ghét. Mẹ cũng tươi đâu rồi. Lúc này bỗng dưng có một con gấu xuất hiện nha. Đây, cô gái ơi, tiên bướm đó chính là mẹ của cô đó. Mẹ cô đã cầu nguyện để biến thành tiên bướm cho cô vui. Bây giờ cô lại không vui thì biết làm sao đây? Sao chứ, tiên bướm này chính là mẹ tôi ư? Tại sao mẹ không biết nói? Không phải là mẹ cô không biết nói, nhưng mà khi làm tiên bướm thì khi tiên bướm nói, cô không thể nào hiểu được. Cho nên cô nghĩ rằng mẹ cô không biết nói đó. Mẹ ơi, bây giờ hai mẹ con mình không thể nói chuyện với nhau được. Bây giờ làm sao đây mẹ ơi? Con muốn mẹ trở lại bình thường. Nếu cô muốn mẹ cô trở lại thành bình thường thì cô hãy cầu nguyện và hứa từ nay không làm mẹ mình buồn nữa, không đòi hỏi những chuyện vô lý như hái sao, rồi làm bạn với mặt trời, làm bạn với tiên bướm. Đừng làm như vậy nữa và phải thương yêu mẹ mình thì sau này mẹ cô mới trở thành người trở lại được. À, ta nói lộn, thì mẹ cô mới trở thành người được. Được, tôi sẽ làm được. Ông trời ơi, con đã biết lỗi của con rồi. Con hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn, không quậy phá, không đòi hỏi những chuyện vô lý nữa. Xin người hãy cho mẹ con được trở lại thành người. Và cũng kể từ đó, tiên bướm chơi với cô tuy không nói chuyện, nhưng bây giờ ta đã biết lỗi rồi nè. Ta sẽ đem bánh cho mẹ ta ăn. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Đây, mẹ ăn bánh đi nha. Mẹ có nóng nực không? Con sẽ quạt 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 cho mẹ mát nha. Quạt quạt quạt. Và hàng ngày cô chăm sóc cho mẹ tiên bướm rất là chân thành, rất là yêu thương và đã động lòng của ông trời. Và vào một buổi sáng tinh mơ, bỗng dưng mẹ cô đã trở lại thành người. À, mẹ đây rồi, mẹ đây rồi. Mọi người ơi, vui lắm, mẹ tôi đã trở lại thành người rồi. Mẹ có nóng không? Để con quạt 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 cho mẹ nha. Còn đây là cây kem mát lạnh mùa hè và một bó hoa con hái tặng cho mẹ nè. Chúc mừng mẹ đã trở lại, trở về bên con. Vui quá, vui quá. Cảm ơn bác gấu đã chỉ cho tôi cách để có thể giúp mẹ tôi trở lại thành người nha. Và đó cũng là cách để tôi xin lỗi mẹ, xin lỗi cuộc sống vì tôi đã không ngoan với mẹ trước đây. Không cần cảm ơn ta, đó là nhờ sự hiếu thảo của cô và cô đã sửa được sai lầm của mình. Và nhiệm vụ của ta đã xong rồi. Chúc hai mẹ con sống thật hạnh phúc với nhau nha. Ta đi đây. Ôi, mẹ thật hạnh phúc quá. Con gái của mẹ thật là ngoan. Con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ. Từ nay mẹ con mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Mẹ sẽ làm người mẹ tuyệt vời của con. Con sẽ là người con tuyệt vời của mẹ. Hàng ngày con sẽ chăm sóc cho mẹ nha. Mẹ ăn kem đi, ăn kem đi. Yummy, 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 ngon quá. Bông hoa con hái ở đâu mà thơm ghê. Vậy là từ đó về sau, hai mẹ con sống thật là hạnh phúc trong tòa lâu đài hoa cúc. Và câu chuyện thì đến đây cũng đã kết thúc rồi đó. Các bạn thấy lâu đài hoa cúc của chúng ta ngày hôm nay lộng lẫy không nè, đẹp không nè, và câu chuyện hay không nè? Nếu thấy hay thì đừng quên cho một like và đăng ký thành viên kênh 1001 câu chuyện nha. Đó, bởi vì câu chuyện này giúp cho các bạn biết vẽ một bông hoa cúc, một tòa lâu đài nè, và dạy cho các bạn cách phải biết yêu thương mẹ của mình. Đừng có đòi hỏi tùm lum tùm la hết, rất là tội nghiệp mẹ luôn nha. Mình phải yêu thương mẹ thì mẹ mới ở bên chúng ta. Nếu không có mẹ thì cuộc sống của chúng ta sẽ thật là buồn chán. Đó, bởi vì không ai thương mẹ bằng con. Nhớ kỹ nha, không ai thương mẹ bằng con, cho nên chúng ta phải yêu thương mẹ của mình. Và đó là ý nghĩa của câu chuyện ngày hôm nay. Chúc các bạn và gia đình của mình lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười và yêu thương nhé. Còn bây giờ thì là bye bye, hẹn gặp lại ở video sau. Các bạn muốn mua những em sticker đẹp và dễ thương như thế này, đừng quên số điện thoại của shop FJB 0937899707 gọi để đặt hàng ha. Còn bây giờ là bye bye bye. Hẹn gặp lại ở video sau nhé.